Hot Thanh Hằng tận tình chăm sóc cho thí sinh trước giờ G. Hot Thanh Hằng đã dành thời gian để căn dặn và chỉnh sửa lại trang phục cho thí sinh trước khi đêm chung kết Vietnam Next Top Model 2016 chính thức bắt đầu. Tối nay ngày 24 tháng 10, đêm chung kết người mẫu Việt Nam Vietnam Next Top Model 2016 đã diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sớm, các thí sinh đã có mặt tại hậu trường để chuẩn bị cho sự xuất hiện trong đêm chung kết. Ngoài các thí sinh, Hot Thanh Hằng cũng tới từ rất sớm để căn dặn và chỉnh sửa phục trang cho thí sinh để có màn xuất hiện ấn tượng nhất. Hot Thanh Hằng diện chiếc đầm khoe trọn từng đường cong quyến rũ, cô có mặt từ sớm tại hậu trường để chuẩn bị cho đêm chung kết. Sự xuất hiện của Thanh Hằng thu hút mọi sự chú ý của ống kính truyền thông từ thảm đỏ cho đến hậu trường. Thanh Hằng cẩn thận chỉnh sửa lại đầu tóc và phục trang cho thí sinh, cũng như căn dặn lần cuối trước khi các thí sinh bước vào đêm chung kết. Hot Thanh Hằng tinh nghịch tạo dáng trước ống kính và chuẩn bị lại trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!